Xin chào quý vị và các anh chị, chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản. Và trong video ngày hôm nay thì Tùng sẽ giới thiệu với anh chị về một cái bất động sản mà nó có cái vị trí rất là tuyệt vời và Tùng muốn chia sẻ với anh chị trong video ngày hôm nay. Đó chính là các cái bất động sản mà chúng ta quan tâm về cái dự án Aqua City, thì những bất động sản nào hiện tại đang có cái mức tăng trưởng giá tốt nhất của cái dự án này thì Tùng luôn khẳng định với quý anh chị đó là các bất động sản mặt sông nha thưa quý anh chị. Đặc biệt là các loại bất động sản biệt thự ven sông của dự án Aqua City thì hầu hết bây giờ các anh chị mua các loại sản phẩm này thì đều đã có lời. Dù anh chị mua sớm hay mua cũ thì hầu hết là đã có lời nha thưa anh chị. Còn những cái bất động sản mặt bên trong, nghĩa là không có mặt view sông, thì thời điểm hiện tại thì có sản phẩm đã có lời nhưng có sản phẩm cũng đang phải gồng gánh để mà đi qua cái giai đoạn này nha thưa anh chị. Vậy thì nếu như mà mình nói về cái bất động sản mặt sông của Aqua City thì nơi nào sẽ là nơi mà anh chị nên quan tâm đầu tư nếu hoặc là anh chị mua ở? Vậy thì làm sao để chúng ta có thể lựa chọn được một cái bất động sản mặt sông với giá thành vừa rẻ mà lại còn vị trí cực kỳ đẹp để chúng ta vừa đầu tư hoặc là vừa có thể kinh doanh, vừa đầu tư hoặc là chúng ta vừa có thể làm gì để ở được nha thưa quý anh chị? Thì đây chính là một trong số những bất động sản đó nha thưa quý anh chị. Đó chính là cái khu vực mà tai thỏ của dự án Aqua City nằm ngay ở khu vực này nha thưa quý anh chị. Tại sao lại là tai thỏ? Bởi vì ngay cái khu vực tai thỏ này đây thì chúng ta sẽ có cái hai khu vực. Một khu vực đây chính là khu vực dinh thự của dự án Aqua City. Các cái bất động sản mà lớn tiền nhất của Aqua City, các bất động sản mà cao cấp nhất, xịn nhất và có thể nói là dân giàu nhất của Aqua City sẽ nằm ở ngay khu vực tai thỏ này nha thưa quý anh chị. Bởi vì đây là khu dinh thự thì nó chỉ có khoảng vài chục lô mà thôi, với cái mức giá thành từ dao động khoảng 120 tỷ đồng trên một sản phẩm ở đây. Thì với 120 tỷ đồng thì ở khu vực Đồng Nai cũng như là khu vực Đông Nam Bộ thì đây là một cái bất động sản gần như là một trong số những bất động sản có giá trị cao nhất. Nếu mà nói về cái dạng nhà phố hoặc là dạng mà biệt thự hoặc dạng dinh thự trong những cái khu đô thị nha thưa quý anh chị. Nhưng mà nếu như mà so sánh những bất động sản ở Sài Gòn thì thật ra 120 tỷ nó chẳng có đáng là bao so với các anh chị mà ở khu vực Phú Mỹ Hưng hoặc là các anh chị ở các cái khu vực như Thảo Điền hoặc khu vực quận 2, thì các biệt thự đều có mức giá đâu dao động khoảng tầm hơn 100 tỷ rồi. Hay thì nếu như chúng ta đang nhìn thấy là các biệt thự ở đó thì khá là nhỏ, nhưng mà ở đây thì chúng ta là có một khu dinh thự khoảng hơn 1.000 mét vuông dành cho các bất động sản ở đây. Vậy thì cái khu tai thỏ thứ hai nó nằm ở ngay khu vực này và toàn bộ ở đây sẽ là biệt thự nha thưa anh chị. Cho nên là cái khu tai thỏ này là được định hướng phát triển trở thành cái khu rất là VIP của dự án Aqua City trong tương lai, để dành cho những cái người thực sự giàu có, họ sẽ tìm ở đến những cái nơi như thế nào ạ? Đầu tiên họ sẽ không cần phải quá gần các cái trung tâm, ví dụ như là quảng trường, bến du thuyền hoặc là trung tâm thương mại, họ không có nhu cầu ở quá gần những cái khu vực này, bởi vì những cái khu vực này nó sẽ phù hợp với những anh chị nào mà thích sự vui nhộn, nhộn nhịp, thích có nhiều người qua lại cái khu vực nhà của mình, thì anh chị sẽ lựa chọn các khu vực như Sun Harbor 1, 2, 3. Đấy, còn đối với những người mà họ thực sự có cái điều kiện và họ muốn tìm những cái nơi mà họ để ở thì họ sẽ né xa những cái trục đường chính, ví dụ như đường Hương Lộ 2, đường 60m này đây, đi xuyên qua các cái phân khu Sun Harbor 1, 2, 3 thì họ sẽ không thích ở những cái nơi có những con đường lớn này, thì bởi vì đâu đó nó cũng sẽ có sự ảnh hưởng bởi xe cộ đi lại trên những con tuyến đường lớn. Và rồi không ở xa nhưng mà phải là gần tiện ích, thì từ các cái khu vực tai thỏ này của Aqua City này đây, từ khu dinh thự hay khu tai thỏ này anh chị đi xuống phía dưới này thì nó chỉ bao nhiêu ạ? Chỉ trong vòng khoảng từ 1 đến 1,5 cây số mà thôi, cực kỳ thuận tiện luôn. Và cái con đường trục xuyên tâm 45m này á, thì cũng không kết nối trực tiếp đến hai khu tai thỏ này, cho nên là sau này dù lưu lượng giao thông đi qua cái đường 45m này nhiều thì cũng không ảnh hưởng gì đến các cái khu tai thỏ này. Chính vì vậy mà các cái tai thỏ này sẽ là những cái nơi mà rất là nhiều những người có điều kiện sẽ quan tâm đến khu vực này. Và Tùng đánh giá cao nhất về các cái khu biệt thự thì nó sẽ là cái khu tai thỏ này của Aqua City nằm ở ngay bên này. Còn phía bên đảo Phượng Hoàng thì nó sẽ là những sản phẩm khác và Tùng sẽ giới thiệu cho anh chị trong video khác ha, thưa anh chị. Vậy thì video này sẽ nói về một sản phẩm ở cái khu vực này. Đó chính là một cái sản phẩm nằm trên cái ngay cái khu vực vị trí này nha, thưa anh chị. Đấy thì vị trí khu vực này thì nó có lợi thế gì ạ? Nếu mà chúng ta nói là tai thỏ là một cái nơi rất là đẹp, vậy thì nơi nào của tai thỏ là những cái nơi mà đẹp nhất thưa quý anh chị? Đó là những cái mỏm này đây này. Đây cái chúng ta có thể nhìn thấy cái GV7 05 này đây.
Thì GV75 05 này Tùng sẽ có video, sẽ cho anh chị xem video. Đây là căn dinh thự lớn nhất của dự án Aqua City. Đấy, đang được hoàn thiện rồi nha thưa quý anh chị. Vậy thì ở đây, ở cái khu Tây Thọ này, nó sẽ có hai cái chòm này đây, cũng là những cái căn rất là VIP. Còn những cái căn mà có vị trí mà đẹp hơn nhé, đẹp tương tự nhưng mà cái mức giá thành thì mềm hơn rất là nhiều, thì đó chính là khu vực này thưa quý anh chị. Đấy, cái khu vực màu tím này đây, lý do vì sao ạ? Bởi vì ở ngay ở giữa đây chính là khu clubhouse và bến du thuyền lớn nhất của khu vực Tai Thỏ. Ví dụ như các anh chị ở gần đây thì những cái người mà ở trong các cái khu dinh thự này đây, thì hầu hết nếu như mà họ có đã khả năng chi trả hơn 100 tỷ cho những sản phẩm của họ, thì hầu hết họ sẽ đủ khả năng để mà nuôi du thuyền hoặc là mua những cái cano. Thì khu vực này sẽ tập trung rất là nhiều những cái siêu thuyền, du thuyền, những cái loại du thuyền loại sang, xịn, mịn, họ sẽ đậu ở đây. Và rồi khu clubhouse này là khu clubhouse nằm sát với khu dinh thự, cho nên sẽ được ưu tiên phát triển mạnh, nghĩa là ưu tiên về cảnh quan, ưu tiên về độ sang xịn của nó cao rất là nhiều. Và khi mà chúng ta ở ngay khu vực này thì chúng ta cũng xài chung cái tiện ích với những cái người mà có sở hữu những cái sản phẩm dinh thự này đây. Ngoài ra thì anh chị ở khu vực này, anh chị cũng hoàn toàn có view nhìn về bến du thuyền, nhìn về khu dinh thự và nhìn sang xéo sang bên này, thì đó chính là khu vực các cái biệt thự của đảo Phượng Hoàng, với một cái vị trí mà có thể nói là ngay cái khúc cua giữa cái Tai Thỏ, cái tâm của Tai Thỏ này ấy, là một cái sản phẩm tuyệt vời luôn thưa quý anh chị. Thì nếu như các loại sản phẩm ở đây ấy, thì thời điểm hiện tại thì chủ đầu tư không còn có các sản phẩm bán ở đây, nhưng đối với cái chủ đầu tư khi mà họ định giá các bất động sản mặt sông của Aqua City như tương tự như cái loại mà GV70 cái dãy màu tím này đây, thì họ sẽ định giá dao động trong khoảng tầm 140 triệu đồng trên một mét vuông cho những loại sản phẩm này. Và nếu như anh chị mà mua sản phẩm của chủ đầu tư hàng mới thì nó sẽ khu vực này sẽ có giá dao động trong khoảng tầm 45 tỷ nha thưa anh chị. Vậy thì 45 tỷ đấy chúng ta có nên mua hay không, thì theo Tùng đánh giá nếu như sản phẩm mới chủ đầu tư là bán ra với giá đó thì vẫn mua được nha thưa anh chị. Diện tích ở đây thì nó sẽ dao động là 15 nhân cho 31 hoặc cho 33, dao động trong khoảng từ 310 cho đến khoảng 375 m. Thì hiện tại Tùng đang có một cái bất động sản ở đây với diện tích là 320 m, ngang 15 m nha thưa anh chị. Biệt thự đơn lập view sông, nhìn trực diện xuống khu vực bến thuyền và nhìn qua phía bên khu dinh thự của dự án Aqua City. Cái bất động sản này thì chủ nhà cũng đã mua cách đây khoảng hơn một năm rồi, và bây giờ chủ nhà cần bán ra. Thì trước đây thì chủ nhà đã mong muốn bán với mức giá là trên 30 tỷ, nhưng thời điểm hiện tại thì chủ nhà đã điều chỉnh giá xuống một cái mức giá mà Tùng thấy là rất là hấp dẫn, cho nên là Tùng muốn chia sẻ với anh chị trong video ngày hôm nay. Thì nó chỉ có trong khoảng tầm 28 tỷ rưỡi thôi nha thưa anh chị, nghĩa là chúng ta chỉ cần khoảng cỡ chi trả khoảng cỡ 90 triệu đồng cho một cái loại mét vuông ở đây, thay vì chúng ta phải chi trả cho khoảng cỡ tầm 140 triệu đồng trên một mét vuông nếu như chúng ta mua sản phẩm mới. Vậy thì các khu vực này khi mà Aqua City hình thành trong khoảng tầm từ 5 năm cho đến khoảng 5 năm nữa thôi, 3 đến 5 năm nữa, thì toàn bộ những khu vực này thì Tùng tin rằng là cái mức giá thành của nó có sẽ khả năng có thể đạt được gấp đôi so với cái giá thành hiện tại. Bởi vì khi chủ đầu tư đã bán đến tầm 45 tỷ rồi thì chắc chắn là sau khoảng 3 năm nữa thì nó sẽ lên khoảng tầm 50 hoặc hơn 50 tỷ. Đó là những sản phẩm mà chuyển nhượng thôi nha. Còn các sản phẩm mới chủ đầu tư thì luôn luôn tăng giá theo hàng năm. Ví dụ năm nay anh chị nhìn thấy mức giá 45 tỷ ở khu vực Tai Thỏ này, thì sang năm anh chị sẽ nhìn thấy mức giá tầm 55 đến 60, và 3 năm nữa thì nó phải dao động trong khoảng tầm 7 đến 80 tỷ nha thưa anh chị. Cho nên là nếu như mà kỳ vọng thì chúng ta chỉ kỳ vọng những sản phẩm này có thể đạt được khoảng từ 50 đến 60 tỷ, nghĩa là chúng ta mức giá nó chỉ khoảng 200 triệu đồng trên một mét vuông mà thôi nha thưa quý anh chị. Bởi vì nếu như anh chị mà để ý các bất động sản mặt sông ở Sài Gòn, nếu như anh chị đi vào các khu đô thị lớn thì anh chị sẽ nhìn thấy là mặt sông ở Sài Gòn anh chị phải chi trả cho nó với mức giá bèo nhất cũng phải tầm khoảng 250 triệu đồng trên một mét vuông thời điểm hiện tại. Đấy, hoặc là các cái bất động sản ở gần với trung tâm hơn, ví dụ như khu vực Vạn Phúc thì hiện tại bây giờ mức giá đã lên đến 460 triệu đồng trên một mét vuông cho những cái bất động sản mặt sông rồi nha thưa anh chị. Với bất động sản mặt sông chỉ có hơn 300 mét vuông thôi, anh chị phải chi trả đâu đó khoảng cỡ 160 tỷ. Đấy, thì đối với loại sản phẩm ở đây anh chị có thể nói rằng là chúng ta đang mua với mức giá thành rất rẻ, có thể phù hợp cho các anh chị mua ở hoặc là các anh chị mua đầu tư đều rất là thuận tiện nhé. Với mức giá khoảng 28,5 tỷ thì anh chị chỉ cần phải chuẩn bị khoảng cỡ 16 đến 17 tầm khoảng cỡ 16 17 tỷ thôi nha thưa quý anh chị. Cho nên là với mức giá thành như vậy thì nó rất là phù hợp cho các anh chị nào mà có cái mức độ tài chính tốt,
không muốn chi trả quá nhiều cho những loại sản phẩm sông nhưng mà vẫn mong muốn nhận được một cái sản phẩm có cái vị trí đẹp. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm xem thông qua flycam của Tùng để nhìn chi tiết khu vực này cho thưa anh chị. Ở đây chúng ta có quảng trường và bến du thuyền cũng như là khu vực trung tâm thương mại, khu phức hợp thể thao đã hình thành rồi. Đấy, các bất động sản mặt sông thì sẽ xây dựng tương tự như thế này nha thưa anh chị, ngang 15, dài thì dao động trong khoảng từ 20 đến 25. Đấy thì chúng ta cũng đang nhìn thấy đây chính là cái khu vực đường trục xuyên tâm 45m này. Và ngay khu vực này chính là khu vực tai thỏ mà chúng ta đã nhìn thấy, sẽ nhìn thấy ngay ở đây. Cái bất động sản mà Tùng muốn giới thiệu với anh chị nằm ở ngay cái vị trí này nha thưa anh chị. Đây là nhìn trực diện sang khu dinh thự nằm ở khu vực này. Đó thì bên này sẽ là khu vực đảo Phượng Hoàng và đây là bến du thuyền sẽ hình thành. Bất động sản này sẽ được bàn giao vào nhà khoảng tháng 9 năm 2023. Và cái lịch thanh toán của nó thì cực kỳ nhẹ nhàng thôi. Đấy. Và anh chị chỉ cần chuẩn bị tài vốn tài chính ban đầu chỉ trong khoảng tầm 16 đến khoảng 17 tỷ thôi nha thưa anh chị. Đấy, cái bất động sản ở đây thì toàn bộ khu vực này, khu vực biệt thự và khu vực dinh thự, chúng ta sẽ cùng nhau đi sang khu vực đây, sang khu vực dinh thự chúng ta có thể nhìn thấy. Đây chính là khu vực dinh thự mà của Aqua City, anh chị có thể nhìn thấy đây. Đó. Thì cái khu vực dinh thự này thì chính cái căn này chính là căn mà đang hoàn thiện và có nó sẽ là cái căn mà cao cấp nhất của dự án Aqua City. Hiện tại với mức giá thành nếu bán ra khoảng cỡ 230 tỷ nha thưa quý anh chị. Đấy thì đây là một sản phẩm siêu biệt thự, siêu dinh thự của dự án Aqua City, đẹp nhất của dự án và đắc địa nhất của dự án này. Đấy, chúng ta có thể nhìn về đây là tại sao lại là chọn khu vực này, bởi vì nằm xa những con tuyến đường lớn và những cái khu vực này là những cái nhánh sông lớn của cái dự án này, cho nên những cái bất động sản mà nằm ở vị trí như thế này là gần như là những cái vị trí đẹp nhất của khu vực tai thỏ rồi nha thưa anh chị. Rồi nếu như anh chị nào mà có nhu cầu mà tìm hiểu thêm chi tiết hơn về cái bất động sản này, cái biệt thự view sông này với mức giá thành Tùng đảm bảo rằng nó rất là rẻ và trong tương lai anh chị mua là thắng, anh chị ở cũng sẽ rất là tuyệt vời và anh chị muốn bán ra sau này cũng rất là dễ nha thưa anh chị. Rồi cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi, và nếu anh chị có quan tâm thì có thể liên hệ ngay với Tùng qua cái số điện thoại ngay bên dưới ha. Cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong video clip lần sau.